Một số người Việt Nam đóng góp cho dân tộc Ukraine 1.000 năm nước Việt Nam ta đã bị đô hộ bởi nước lớn gấp mấy chục lần là giặc tàu chuyên môn xâm lăng nước ta. Truyền thống chống xâm lăng gần như có trong máu của tất cả người Việt Nam. Bởi vậy, khi thấy bọn giặc Nga lợi dụng sức mạnh vũ khí tối tân, đông quân lính hơn xâm lăng dân tộc nhỏ bé Ukraine, đã làm phẫn nộ người Việt Nam trên khắp thế giới và ở cả quốc nội. Cuộc thắp nến xuống đường của cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ hỗ trợ dân tộc Ukraine đã làm tôi vô cùng cảm rộng và xúc động. Xúc động vì lẽ người Việt Nam ở trong nước nếu đứng lên chống bọn độc tài, độc ác cộng sản ở quê hương Việt Nam của chúng ta, rồi đây cũng sẽ được dân tộc Ukraine và cả thế giới ủng hộ. Dân tộc Việt Nam rồi đây sẽ chiến thắng chế độ độc tài Vichy. Hôm nay, lại một lần vui mừng nữa, tôi nhận được tin từ bài viết của Diễm Quỳnh với tựa đề: Nhiều người ở Việt Nam tiếp tục quyên góp cho Ukraine, các cá nhân Việt Nam tiếp tục quyên góp hàng trăm triệu đồng gửi đến Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội, để giúp người dân nước này đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Tiến sĩ toán Nguyễn Ngọc Chu và nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, hai người có nhiều ảnh hưởng trên Facebook, cho biết hôm 22 tháng 3, họ kêu gọi quyên góp cho Ukraine đã nhận được gần 563 triệu đồng từ nhiều người có lòng hảo tâm. Ông Chu và bà Anh cho biết họ vừa chuyển đợt một gồm 500 triệu đồng cho Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam Natalia Trinkina nhờ tôi chuyển đến tất cả các bạn lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tiến sĩ Chu cho hay trên trang Facebook cá nhân. Cũng hôm 22 tháng 3, võ sư nhà báo Đoàn Bảo Châu cho biết ông mới giao thêm 102 triệu đồng của nhiều người Việt có lòng hảo tâm cho Đại sứ quán Ukraine. Cách đây 2 tuần, ông Châu và ông Nghiêm Sĩ Cường, một công dân Hà Nội đã chuyển đến Đại sứ quán Ukraine số tiền tổng cộng là 560 triệu đồng để giúp đỡ người dân Ukraine. Trong khi nhiều người Việt quyên góp, trợ giúp nạn nhân chiến tranh Ukraine với tư cách cá nhân, chính phủ Việt Nam chưa thông báo khoản viện trợ hoặc hoạt động cứu trợ chính thức nào. Ngoại trừ một phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam với người đồng cấp Ukraine khi hai ông điện đàm hôm 17 tháng 3 rằng Hà Nội ủng hộ nỗ lực cứu trợ của quốc tế cho người dân Ukraine, Diễm Quỳnh,